Sáng qua, tôi và hắn đến nhận phòng khách sạn ở Tây Nguyên. Thấy trên quầy tiếp tân có đĩa khoai mì rất hấp dẫn. Thằng tôi buột miệng khen rằng, chà chà, khoai mì ngon quá nhỉ? Cô tiếp tân ngước lên cười đồng cảm với chúng tôi vì lời cảm thán ấy. Chiều tối sau khi xong việc chúng tôi trở về khách sạn, bước vào phòng rất ngạc nhiên và hết sức thú vị với đĩa khoai mì nóng hổi trên bàn. Hai thằng ngồi thưởng thức mấy củ mì. Chợt hắn nói, hồi sáng ý, nếu mày khen nàng đẹp và dễ thương thì sao ta? Một ông nói với bạn rằng, cậu là tiến sĩ, mai qua khám bệnh cho vợ tôi nhá. Nhưng tôi là tiến sĩ khảo cổ học, có phải về y khoa đâu. Không sao, vợ tôi cũng già lắm rồi. Hai ông bạn nói chuyện với nhau. Thế con ông tốt nghiệp đại học chưa? Rồi, nó học công nghệ thông tin. Thế ra trường, nó có làm đúng nghề không? Rất phù hợp. Giờ nó là tài xế xe công nghệ, chuyên lấy thông tin trên app để đón khách đó. Khi ta hỏi một phụ nữ đã có chồng chưa, nếu nàng chỉ thở dài, tức là nàng còn độc thân. Khi ta hỏi người đàn ông đã có vợ chưa, nếu anh ấy thở dài, thì chắc hẳn anh ấy đã có vợ. Người Tây phương có câu 99% đàn bà con gái trên đời đều đẹp, 1% còn lại ở trong nhà tôi. Dân ta thì có câu, vợ thằng cha hàng xóm luôn là người đẹp nhất. Vậy các nàng yên tâm đi nhé. Dù thế nào đi nữa, thì mình cũng là người đẹp nhất dưới con mắt của bao nhiêu thằng cha hàng xóm. Cô em nói với anh trai từ xa đến chơi, sao anh không ở nhà em mà lại ra ở khách sạn vậy? Thôi, tao sợ chồng mày lắm. Ủa sao vậy? Hồi trước hai anh thân nhau lắm cơ mà. Ừ, trước nó muốn cua mày nên nó chơi thân với tao. Bây giờ nó lấy được mày rồi thì nó bảo tao xúi dại. Có một cặp vợ chồng người Mỹ du lịch đến Israel. Một người Ả Rập đến gần họ giao bán vài món quà lưu niệm. Anh ta ngắm nghía hai vị khách và hỏi họ từ đâu đến. Khách trả lời rằng, chúng tôi từ Mỹ sang đây. Anh Ả Rập nhìn người vợ một lúc rồi bảo, cô ấy tóc đen, da ngăm, nhất định không phải là người Mỹ đúng không? Rồi quay sang anh chồng anh ta lại nói tiếp, tôi sẽ đổi 100 con lạc đà để lấy vợ anh nếu như anh đồng ý. Anh chồng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời, tôi không bán vợ. Trên đường về, người vợ liền trách chồng, tại sao anh lại không trả lời thật nhanh với anh ta mà lại phải suy nghĩ lâu như thế chứ? Anh chồng đáp, thì lúc đó anh đang tính xem làm cách nào để mang 100 con lạc đà về Mỹ. Cô giáo nói, Thượng Đế đã tạo ra người thứ nhất là Adam. Sau đó người dùng xương sườn của Adam để tạo ra người thứ hai đó là Eva. Học sinh liền thưa, dạ thưa cô, Thượng Đế tạo ra Adam và Eva thì chúng em biết rồi ạ. Chúng em muốn cô kể cho chúng em nghe cách để tạo ra những người kế tiếp thôi ạ. Trong giờ sinh học, thầy giáo say sưa giảng về các nhóm máu. Như các em đã biết, con người chúng ta có 4 nhóm máu, nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Người có nhóm máu A có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu A hoặc O. Người có nhóm máu B có thể tiếp nhận máu từ người có nhóm máu B hoặc O.
Thấy Tèo mải mê nói chuyện, thầy giáo bực mình gọi: "Tèo, em có thể cho các bạn biết ai có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu không?" Tèo giật bắn mình, gãi đầu rồi run rẩy nói: "Dạ, thưa thầy, là con muỗi ạ." Một khách du lịch bị lạc ở vùng nọ, anh ta hỏi hai người dân địa phương đường ra ga. Anh ta hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và đương nhiên là cả tiếng Nhật. Nhưng hai người kia đều không hiểu. Anh ta đành nhún vai bỏ đi. Rồi sau đó một trong hai người dân địa phương bảo với người kia rằng: "Này, chúng ta phải học ít nhất một ngoại ngữ chứ nhỉ?" Người kia đáp: "Vô ích thôi. Cứ trông ông khách du lịch này thì rõ này, biết 4 năm thứ tiếng mà có ăn thua gì đâu." Như mọi người đàn ông khác, hắn chỉ quyết định những chuyện đại sự. Còn các việc nhỏ như mua nhà, mua xe, đặt tên con đều là do vợ hắn quyết định. Có người hỏi: "Thế mua nhà, mua đất, mua xe, ăn xài, đặt tên con, cho con học trường nào là chuyện nhỏ, vậy thì chuyện lớn để anh quyết định là những chuyện nào?" Hắn nói: "Từ hồi lấy vợ đến giờ, chưa thấy có chuyện nào là lớn cả." Có một golfer nữ được hai chàng trai tán tỉnh. Một lúc cô ra điều kiện ai đi hết một vòng trái đất trước thì cô sẽ yêu người nấy. Chàng trai thứ nhất book vé máy bay đi ngay. Còn chàng trai thứ hai thì thông minh hơn nhiều, liền đi xung quanh cô gái. Bởi vì đối với anh, cô là cả thế giới của anh. Quá xúc động, cô liền chọn chàng trai thứ nhất vì anh ta nhiều tiền. Một cô vợ mới cưới ra phường đăng ký tạm trú, cán bộ hỏi: "Thế chồng chị tên là gì?" "Dạ Quy, Lê Văn Quy ạ." Cán bộ vừa viết vừa lẩm bẩm: Cu y dài hay y ngắn đấy nhỉ?" Cô vợ lúng túng: "Dạ em cũng lần đầu mới thấy, không biết so sánh với ai nên cũng không biết dài hay ngắn ạ." "Trời ơi, tào lao, ra bảo chồng chị vào đây xem nào." "Dạ khỏi phải xem cũng được anh à, dài thì em hưởng, ngắn thì em chịu. Cán bộ khỏi cần phải xem làm gì ạ?" Cán bộ chỉ biết trợn tròn mắt há hốc mồm. Con rể là bác sĩ. Khi chuẩn bị phẫu thuật cho bố vợ, trước khi gây mê, ông bố dặn dò rằng con nên nhớ nếu cuộc phẫu thuật này không thành công thì bà ấy sẽ chuyển đến sống chung với vợ chồng con đấy nhá. Lời dạy của Khổng Tử ngàn năm vẫn đúng. Khi ta đúng, kẻ nào nói ta đúng thì đó là bạn. Khi ta sai, kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thầy. Khi ta sai, kẻ nào nói ta đúng thì đó là kẻ thù. Học trò liền hỏi: "Dạ thưa thầy, nếu khi ta đúng mà kẻ đó nhất định nói ta sai thì sao ạ?" Khổng Tử trả lời rằng: "Thì kẻ đó đích thị là vợ ta chứ còn ai vào đây nữa." Xe hỏng nên phải gọi Grab để đi làm. Xe đến nơi hóa ra tài xế là thằng học cùng phổ thông lâu lắm rồi không gặp. Vừa đi vừa nói chuyện, hỏi thăm tình hình của nhau, hỏi nó cuộc sống giờ thế nào thì nó bảo cũng khó khăn chật vật lắm. May mà nhà vợ cho hai cái nhà, một đang ở còn một cho thuê 20 triệu trên tháng. Vợ bán hàng online thu nhập cũng tầm 20 triệu trên tháng, còn nó chạy xe cũng tầm 20 triệu trên tháng nên cũng hòm hòm. Bảo nó: "Nhà mày thế là hàng thượng lưu rồi còn gì. Nhà tao đây một tháng thu nhập chưa bằng 50% nhà mày, thế mà bảo là chật vật à?" Nó bảo: "Mày méo hiểu gì.
Tao giờ á, bệnh nặng rồi, chạy chữa khắp nơi vẫn chả ăn thua, mà bệnh càng ngày càng nặng hơn. Tiền kiếm được cứ đổ vào chữa bệnh hết. Bàng hoàng, hỏi, thế mày bị tiểu đường biến chứng hay ung thư di căn? Thì nó cười hành hạch bảo, mèo đâu, bệnh nói phét mãn tính. Lâu không được chồng dắt đi chơi, bà vợ hỏi vặn ông chồng, sao mỗi lần anh dắt chó đi ra ngoài, anh không hỏi là em có muốn đi chung hay không? Ồ, anh đâu biết là em cũng thích ị ngoài đường chứ. Một đứa bé lớp 2 đã viết về mẹ nó như sau. Mẹ em thường nói, mẹ là do bà ngoại sinh ra. Trước đây thì em tin, nhưng bây giờ thì không. Em vừa phát hiện ra một bí mật đồng trời. Có lẽ mẹ em mọc lên từ đất như củ khoai, củ cà rốt ấy. Bởi vì tuần trước, em nghe một người bạn hỏi bố em rằng, cậu đào đâu ra một mụ vợ như thế chứ? Đêm đồng phòng, sau giây phút mặn nồng, chồng ôm vợ thủ thỉ, chồng bảo, em thấy thế nào? Thật là tuyệt vời phải không em? Vợ bẽn lẽn trả lời, em thấy cứ như đi xe buýt ấy. Chồng suy tư một chút rồi nói, ý em là của anh vừa to vừa khỏe phải không? Vợ bảo, dạ không ạ, à, vì mấy ông lái xe buýt hay nói, vào sâu nữa vào, sâu nữa, phía sau còn chỗ, sao cứ đứng ở cửa như thế? Hai người đàn ông cùng đi câu, một ông câu được cá vàng. Cá vàng bảo, tôi sẽ cho ông một trong ba điều ước, nhiều tiền, vợ đẹp, hoặc sự thông thái. Ông chọn cái nào? Ồ, tôi chọn sự thông thái. Cá vàng đồng ý rồi lặn mất. Lát sau ông bạn nói, anh hãy nói điều gì thông thái đi. Lẽ ra tôi phải chọn nhiều tiền. Ông đồ gàn qua nhà người bạn già trong xóm chơi, nhằm ngay lúc đứa cháu ngoại của ông này là con bé Nụ, nói sau này nó muốn làm người mẫu hoa hậu. Nghe thế, ông đồ gàn bèn bảo với ông ngoại mấy đứa nhỏ rằng, vậy thì mình gọi bé Nụ là mẫu hậu luôn đi. Thế là hai ông già cười khúc khích với nhau. Đã thế, họ còn đố qua đố lại, hoa hậu, bán đậu phộng là gì? Là lạc hậu. Hoa hậu thợ mỏ là khoan hậu, hoa hậu khỏe như voi là hùng hậu, hoa hậu ngồi trên ghế là gì? Là đôn hậu, hoa hậu bán thịt là thái hậu, hoa hậu bị câm thì sao? Là á hậu, thế hoa hậu da đen là thâm hậu. Nãy giờ vảnh tai nghe hai ông già đấu chữ, cô tí dường như đã học được cách xài chữ nho khô như vậy. Thế là nó vội xía cái mỏ vào. Con đố hai ông, hoa hậu trung tiện là gì ạ? Hai ông già trố mắt nhìn nhau, không ngờ cái thằng oát con này bữa nay ghê gớm thật đấy, dám chơi chữ với các bậc tiền bối luôn. Hai ông già lúng túng còn chưa biết trả lời ra sao thì cu tí đã ngang nhiên phán một câu sành sỡn là khí hậu đó. Hai ông đầu bạc rụng rời chân tay. Đúng thật là thằng nhãi này, nó cay còn hơn ớt hiểm nữa. Gia đình ngày nay rất lỏng lẻo, nhà đông người nhưng thường vắng hoe. Kêu ăn cơm đôi khi cũng khó. Làm sao ư? Dễ ợt. Bạn hãy gắn cục wifi ở nhà dưới. Chỉ cần tắt wifi thì 5 phút sau mọi người tụ tập đông đủ, kèm theo vô số tiếng phàn nàn, lầm than, ai oán. Trong một khách sạn lớn, có một bà hỏi anh gác thang máy rằng, lên xuống mãi thế này, anh có mệt không? Dạ thưa mệt ạ. Lên mệt hơn phải không nào? Dạ thưa không ạ. Vậy thì xuống mệt hơn chăng?
Cũng không ạ. Thế khi ngừng sẽ mệt hơn hả? Dạ thưa không. Thế thì khi nào anh mệt chứ? Khi gặp những người hỏi nhiều. Sáng dậy, ông già Noel bị vợ mắng khi phát hiện nhà bị cướp hết tài sản có giá trị. Tối qua, ông phát quà về trễ không phát hiện ra điều gì à? Thật ra thì lúc tối tôi có thấy hắn ta đấy, ông già Noel lý nhí. Lúc nửa đêm, hắn mặc đồ đen, bò qua cửa sổ vào nhà mình. Bà vợ tức giận quát. Ôi trời, thế mà ông lại còn để im cho người ta vào trộm mà. Ông già Noel ấm ức bảo, thì tôi cứ tưởng nó là đồng nghiệp, vào nhà để phát quà cho bà. Một người hỏi người bạn cũ, lý do anh chia tay vợ là gì? Thì cô ấy cứ luôn trách móc tôi là anh không yêu em. Cũng không phải là gì to tát, nhiều bà vợ hay nói như thế mà. Nhưng quan trọng là cuối cùng tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Một cô cậu ngày nào cũng nhắn tin cho nàng, em yêu chị. Mới đầu nàng cũng kệ, nhưng sau thấy cậu mãi kiên trì nên nàng cũng cảm động mà mở lòng. Ok em, vậy em có thể tặng chị một chiếc ô tô không? Thế là cô cậu lặn mất tăm. Thiết nghĩ bọn trẻ bây giờ chỉ biết yêu khơi khơi thôi à, chả có tí chân tình gì cả. Rõ ràng chỉ bỏ ra một chiếc ô tô mà thu về cả một chiếc máy bay, nhưng vẫn sợ thiệt thòi. Có một bà cụ đến hàng thịt nói, bán cho tôi 10 lạng ba chỉ. Bà mua 1 ký à? Không, tôi mua 10 lạng. 10 lạng chẳng phải là 1 ký sao? Bà lẩm cẩm rồi. Vâng, tôi lẩm cẩm cũng được. Cứ bán cho tôi 10 lạng đi. Hôm trước tôi cũng mua 1 ký, mà về nhà cân lại có 8 lạng à. Nghi ngờ cháu nội đích tôn không cùng huyết thống, ông nội giấu cả nhà đưa cháu đi xét nghiệm ADN. Kết quả là không cùng huyết thống thật. Sau đó liền đuổi con dâu về nhà mẹ đẻ. Dưới sự gièm pha của hàng xóm, để minh oan, cô quyết định đưa chồng và con trai đi xét nghiệm. Kết quả thu được cậu con trai và chồng cùng chung huyết thống. Trong giờ thi vấn đáp môn sử, một cô học trò rụt rè bước đến trước mặt của vị giáo sư. Vị giáo sư nói, em ngồi xuống đi, hãy nói cho tôi biết ai là người đàn ông đầu tiên. Cô gái liền đứng phát dậy, đỏ bừng mặt và phản đối. Dạ, đó là chuyện đời tư của em mà, sao thầy lại hỏi trong cuộc thi này ạ? Sáng sớm chủ nhật, vừa mở cửa ra thì thấy cô hàng xóm tươi cười nhìn mình bảo, hôm giờ đã quá anh nhỉ, đã thật đấy. Chưa kịp hiểu gì, nhưng thấy ông chồng của cô ấy đứng kế bên cùng với hai ba người hàng xóm ngó chân chân, tôi cứ ú ớ chẳng biết nói gì. Một lúc sau, hình như hiểu ra chuyện, cô ấy bèn tiếp thêm rằng, một trận mưa đã thật, công nhận mưa đã thật đấy. Hú hồn, mừng trời mưa thôi mà không khéo là có án xảy ra chứ giỡn hay sao. Một cậu con trai than thở với bạn, tuần trước cô đưa giấy mời ba tao để khiển trách hành kiểm của tao. Cậu bạn hỏi, thế ba mày có đi không? Có, đã đi rồi, sao hôm nay mày còn cầm giấy mời họp nữa hả? Cậu ta tỏ ra lo lắng. Đây là giấy cô mời má tao đấy. Chi vậy trời? À ừ thì cô mời má tao để than phiền về hạnh kiểm của ba tao.
Bị cáo, dạ ạ. Bị cáo suy nghĩ gì trong thời gian bị tạm giam? Thưa luật sư, sầu đông càng khắc càng đầy, Ba Thu dồn lại một ngày dài ghê. Sao bị cáo lại biết lẩy Kiều nữa à? Bị cáo làm luật sư bất ngờ rồi đấy. Dạ, thưa luật sư, bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Trở lại nội dung chính đi nhá, tại sao bị cáo lại tham gia chạy án hả? Dạ, thưa luật sư, trong tay đã sẵn đồng tiền, dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì? Bị cáo có nhận xét gì về những bị cáo khác trong vụ án này không? Dạ, thưa luật sư, bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Tại sao bị cáo biết sai mà vẫn làm? Dạ, thưa luật sư, miếng ngon kể đến tận nơi, vốn nhà không tiếc của trời cũng tham. Nhưng sau lần thứ nhất, tại sao bị cáo vẫn tiếp tục vi phạm? Dạ, thưa luật sư, bàn tay chót đã nhúng chàm, vậy rồi dừng lại biết làm sao đây? Hôm nay thì phải chấp nhận trả giá chứ. Dạ, thưa luật sư, đã đày vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. Bị cáo nghĩ gì về mức án đã dành cho mình? Dạ, thưa luật sư, một mình lưỡng lự canh chày, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. Bị cáo có bận tâm đến vợ con không? Dạ, thưa luật sư, đau lòng tử biệt sinh ly, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên. Nếu được nói lời sau cùng thì bị cáo sẽ nói gì nào? Dạ, thưa luật sư, thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa. Có mối tương quan chặt chẽ giữa tiền lương và chiều cao khi làm việc. Công nhân đứng làm việc, lương từ 4 đến 8 triệu trên một tháng. Nhân viên văn phòng ngồi làm việc, lương từ 6 đến 15 triệu trên một tháng. Người mẫu, diễn viên, tiếp viên nằm làm việc, lương 1.000 đến 3.000 USD trên một lần. Kết luận, tiền lương luôn biến thiên tỷ lệ nghịch với chiều cao khi làm việc. Trong nhà nghỉ, anh, mình ngủ với nhau xong, anh có cưới em không? Có chứ, mình yêu nhau thật tình mà. Anh, em có chuyện muốn nói thật với anh, để mai mốt anh khỏi bỡ ngỡ. Ừ, là chuyện gì nào? Trước em có phẫu thuật, nên mai mốt mình không có con được đâu. Anh có buồn không? Hay, thôi cũng được, không sao đâu, miễn là hai đứa sống với nhau hạnh phúc, rồi xin con nuôi cũng được mà. Ủa, rồi em phẫu thuật thẩm mỹ, có di chứng gì khác nữa hay không? Dạ không ạ, đâu có bị di chứng gì đâu. Em còn cảm thấy em đẹp hơn nữa chứ. Mỗi tội... Tội gì? Mỗi tội đi vệ sinh, phải ngồi. Em chưa có quen. Trong gara, đây có phải là chiếc xe của ông không? Cũng đôi khi. Ủa, đôi khi là sao? Mới rửa xong thì là xe của vợ tôi. Khi cần đi khiêu vũ thì là xe của con gái tôi. Cuối tuần cần đi chơi xa thì là xe của con trai tôi. Khi nào cần sửa chữa hoặc rửa xe thì đó mới là xe của tôi. Trong rạp cine có một đoạn phim tình cảm đến hồi gay cấn, bỗng phụt cúp điện, cả rạp hát ồn ào. Từ phía cuối rạp vang lên một giọng bực tức, đang ngon trớn tự nhiên lại cúp điện chứ. Tiếng ồn ào dần cũng vơi đi chờ đợi, và phụt lại có điện, cả rạp sáng hẳn lên. Từ phía cuối rạp một giọng càu nhàu có phần bực tức hơn lúc nãy, đang ngon trớn tự nhiên có điện. Thật là uyên bác,
ở Viện Bảo tàng British Museum có trưng bày một bức tượng cô gái Ai Cập rất đẹp và có sự cuốn hút đến mê hồn. Rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao nó lại mang tên Trinh Nữ Ai Cập. Sau nhiều ngày thảo luận, các nhà nghiên cứu khả kính thống nhất đưa ra kết luận rằng Ai Cập vì nó được tìm thấy ở Ai Cập, còn Trinh Nữ là vì nó bằng đá. Thông minh, trước chuyến đi nghỉ, cô gái tóc vàng vào ngân hàng trung tâm New York và yêu cầu vay 5.000 đô la. Nhân viên ngân hàng nói, được, thưa cô, thế cô có cái gì làm vật thế chấp không ạ? Cô gái đáp, tôi sẽ thế chấp chiếc xe Rolls Royce của tôi đây. Nhân viên ngân hàng ngẩn người hỏi, Rolls Royce, chiếc xe giá 250.000 đô á, có thật thế không ạ? Dạ đúng thế đấy, cô gái tóc vàng xác nhận rồi trao chìa khóa xe. Mọi người cười cô gái, nhưng họ cũng kiểm tra giấy tờ và xác nhận cô đúng là chủ sở hữu của chiếc xe như thế. Xong xuôi đâu đấy, chiếc xe được đưa xuống hầm giữ xe và lưu ở đó 2 tuần lễ. Khi quay trở về, cô gái trả lại cho ngân hàng 5.000 đô la tiền vay và 15,41 đô la phần trăm lãi suất. Nhân viên tín dụng hỏi cô gái, chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác của cô. Nhưng tôi có một thắc mắc muốn hỏi cô rằng, chúng tôi đã tra cứu và biết cô là một nhà triệu phú. Vậy sao cô lại phải đi vay 5.000 đô la ạ? À? Cô gái tóc vàng trả lời, thế còn ở đâu trên đất New York này, tôi có thể gửi xe an toàn trong 2 tuần lễ mà chỉ mất có 15,41 đô la. Hai nguyên tắc vàng trong cuộc sống đó là không để tiền của lại cho con. Nếu con mình dở, cho tiền chỉ làm hư nó. Còn nếu nó giỏi, vậy thì cho tiền nó làm gì? Hai, ghé thăm cháu, chơi với cháu, chứ không giữ cháu. Con ai thì người đó phải có trách nhiệm giữ nó. Cháu khóc thì cũng kệ nó. Nếu làm được hai điều này, thì cuộc đời của bạn sẽ khỏe re. Khi còn trẻ, bạn thường liệt kê một loạt tiêu chuẩn của người phụ nữ, đó là mơ ước. Thời gian dần qua đi, bạn bỏ bớt đi các tiêu chuẩn, có thể là lạc hậu, nhưng phần lớn là không với tới. Đến khi danh sách tiêu chuẩn ấy gần như trống trơn, đó là lúc bạn cưới được vợ. Định lý đã là vợ thì chả cần tiêu chuẩn gì cả. Và hệ quả là khi hai phạm trù vật chất và ý thức đấu tranh nhau xem phạm trù nào quyết định hơn thì vợ là người quyết định cả hai. Vợ là một phạm trù đặc biệt nằm ngoài hai phạm trù trên. Một thí sinh gửi thư khiếu nại ban tổ chức về cuộc thi hiểu biết về phụ nữ. Tôi biết đàn bà từ năm 18 tuổi. Năm nay tôi đã 68 tuổi. Vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một thằng danh con chưa ráo máu đầu lại biết về phụ nữ hơn tôi. Chấm cho nó giải nhất là sao? Đây là thư trả lời của ban tổ chức. Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi, ở đâu phụ nữ có lông quăn nhất? Cậu bé trả lời đúng, ở châu Phi. Còn ông thì ông trả lời ra sao nào? Ông lại còn vẽ hình minh họa nữa chứ. Câu hỏi thứ hai của chúng tôi là cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Cậu bé đã trả lời rất chính xác, đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ. Còn ông đã trả lời thế nào chứ? Lại còn vẽ hình to để minh họa. Câu hỏi thứ ba của chúng tôi là phụ nữ thích cầm cái gì của chồng nhất? Cậu bé đã trả lời rất chính xác, đó là tiền lương. Còn ông trả lời ra sao? May mà câu này ông không kèm hình minh họa đấy, lại còn bày đặt khiếu nại với trả khiếu tố. Thơ hài.
Có vợ đẹp là bất an, có vợ xấu là bất hạnh, có vợ giỏi hơn mình là bất xứng. Mình ở nhà để vợ đi làm là bất ổn, không nuôi nổi vợ là bất tài. Quyến rũ vợ bạn là bất nghĩa, tin bạn để mất vợ là bất cẩn, khen người đẹp trước mặt vợ là bất lợi, nhậu về đánh vợ là bất nhân, vợ kiểm tra túi chồng là thể hiện sự bất tín, trộm tiền vợ đi đánh bài là bất lương, khi vợ nổi máu ghen là bất luận phải trái, bị vợ tra khảo mà không khai ra tên bồ nhí là bất khuất, không trả bài được để vợ phải mướn thợ cày là chung vô diệm. Con trai hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có phải bố mẹ ngày xưa quen nhau vì đụng xe phải không?" "Đúng rồi, thế bố kể cho con nghe đấy à?" "Dạ không ạ, là con đoán thế thôi ạ." "Sao con đoán hay thế?" "Dạ vì bố cứ dặn đi dặn lại con là phải lái xe hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu không chết thì cũng khổ cả đời." Sáng nay là ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông và để xét điểm vào đại học. Một giáo viên tâm huyết đã post lên Facebook của mình để dặn dò học sinh như thế này: "Em nào đỗ đại học, nhớ phải tạo quan hệ tốt với mấy đứa bị trượt. Sau này ra trường còn dễ xin vào làm thuê cho công ty của chúng nó. Em nào đỗ trường hạng A, nhớ tạo quan hệ tốt với tụi đỗ trường hạng B. Sau này lãnh đạo dưới quê toàn là chúng nó cả. Em nào đỗ trường hạng B, nhớ tạo quan hệ tốt với đám học cao đẳng. Chúng nó sau này là thầy dạy con cái các em đấy. Nhớ chơi thân với đám bỏ thi đại học, đi lính, vì sau này đều trở thành cảnh sát giao thông, công an phường với cơ động cả đấy. Đám con nhà giàu phải chơi với mấy bạn gái xinh trong lớp, vì các bạn ấy khả năng sẽ trở thành mẹ kế của các em." Tu sĩ và ả gái. Ở một thành phố kia, có hai cái chết xảy ra cùng một lượt. Đây là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Một cái chết của một ông tu sĩ và cái chết của một ả giang hồ. Họ sống đối diện nhau và cả hai cùng chết một ngày. Những người dân phố thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng họ sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu họ biết được sự thật. Và sự thật này chỉ có ông tu sĩ và ả giang hồ kia biết được mà thôi. Ngay sau khi họ chết, sứ giả tử thần đến mang họ đi. Các sứ giả đem ả giang hồ kia lên thiên đàng và đẩy lão tu sĩ xuống địa ngục. Lão tu sĩ giấy nảy lên và hỏi rằng: "Này này, mấy ông bạn, mấy ông có lầm lẫn không đó? Mấy ông mang ả đó lên trời, còn ta thì lại xuống địa ngục hả? Cho mấy ông làm lại đó nha." "Chúng ta không lầm lẫn đâu, nhưng thôi, lão cứ nhìn về đám đông kia rồi ta sẽ nói." Lão tu sĩ nhìn về phía trái đất, lão thấy xác mình được quấn vải thơm, phủ đầy hoa và nước thơm. Đằng sau có hàng ngàn người ngậm ngùi tiếc thương cho một vị tu sĩ hạnh phạm. Suốt đời hy sinh cho lý tưởng tôn giáo, họ sẽ đưa thi hài vị tu sĩ này lên giàn thiêu. Họ tưới dầu thơm lên giàn củi và châm lửa. Tiếng tụng kinh cầu nguyện nổi lên theo làn khói bốc tỏa ra. Nhưng bên kia đường là xác chết của một ả giang hồ. Không ai thèm đếm xỉa tới ả hết. Lát nữa, vài người lượm xác sẽ quăng thây ả lên ngọn đồi hoang kia. Nơi đó có bọn chó đói và diều hâu kền kền đang trực chờ sẵn để sâu xé phanh thây. Khi lão tu sĩ thấy như vậy, lão quay lại các sứ giả tử thần nói: "Nè, thấy chưa?
Mấy người ở trần gian còn biết điều hơn mấy ông nữa đó. Người ở trần gian chỉ biết những gì bên ngoài mà thôi. Sự nhận xét hiểu biết của họ không bao giờ có thể đi quá hơn hai cái thân xác của con người. Nhưng câu hỏi không phải là ở thân xác này, mà chính là ở trong lòng người. Khi ngươi còn sống và khoác áo nhà tu, ngươi đã nghĩ gì trong đầu óc? Có phải ngươi cũng đã thầm yêu trộm nhớ à giang hồ kia không? Có phải ngươi cũng đã rên rỉ hát theo những khúc hát à giang hồ kia hát không? Có phải đã có lúc ngươi thấy đời sống của ngươi trống rỗng vô vị và thèm khát được ôm một người đàn bà trong tay? Có phải có lúc ngươi định đem số tiền những tín đồ tin vào ngươi dâng cúng cho ngươi để quỳ xuống dưới chân ả giang hồ kia xin chút tình yêu hay không? Trong khi ngươi núp dưới lớp áo thánh thiện đó để lợi dụng lừa bịp thiên hạ qua cái vỏ bề ngoài đạo mạo, phạm hạnh của ngươi thì bên kia đường ả giang hồ hèn hạ đó đang tôn vinh ngưỡng mộ đời sống cao thượng thanh khiết của ngươi. Khi ngươi làm lễ thánh ở thánh đường hay đền thờ và giống to lên những khúc kinh cầu hay lời nguyện, thì ả giang hồ đó gục đầu trong ăn năn hối lỗi và xúc động sâu xa. Bên đường này ngươi giả dối gian trá trong chiếc áo nhà tu, thì bên kia sự thống thiết ăn năn tội lỗi đang giày vò tâm hồn của ả giang hồ. Ngươi trở nên chai sạn lì lợm xảo quyệt với cái trí thức học mót được của người khác, à giang hồ đó cúi đầu chấp nhận sự ngu dốt vô minh của mình và chỉ mong được giải thoát. Cuối cùng những gì còn lại trong ngươi đó là bản ngã và tham lam, là si mê, là giả dối bịp bợm. Nhưng à giang hồ kia đã thoát khỏi được cái tôi ràng buộc thấp hèn vị kỷ. Ngay lúc ngươi chút hơi thở cuối cùng, ngươi vẫn kiêu hãnh và thỏa mãn vì không ai khám phá được bề trong tồi bại của ngươi. Nhưng khi kia chết, đã hoàn toàn trong sạch vì sự tham muốn đã dứt bạt trong tâm. Do đó, ngươi đi xuống cõi tối tăm như tâm hồn của ngươi, còn đang đi lên trong vùng ánh sáng của tình thương chân lý. Bây giờ đã đến ngày tàn của ngươi rồi đó. Trời ơi, có ba ông bạn nhậu bàn chuyện ăn Tết. Ê, mấy ông tính chuẩn bị Tết sao đây? Tôi sẽ góp đủ đồ nhắm cho 3 ngày Tết được chưa? Còn tôi sẽ mua 3 thùng bia, mỗi ngày uống 1 thùng. Ôi giời, mấy ông nói chuyện y như ngày thường, Tết gì đâu mà có thế chứ. Lướt trên mạng hàng ngày thấy comment nào là lời khuyên từ của tỷ phú này đến nhà khoa học nọ, từ doanh nhân này tới người thường kia, không có gì dễ hơn khuyên răn người khác. Bởi vậy tôi khuyên các bạn đừng bao giờ nghe theo lời khuyên nào cả, kể cả lời khuyên này. Vợ đang mang bầu con trai hỏi chồng: "Mai mốt có con, anh muốn đặt tên con là gì nào?" "Tên người yêu cũ của em, để anh còn có cơ hội réo tên nó, chửi nó, oính nó đi. Có cần phải đè nhiều thế không anh?" Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn một cái vào má và thở thề nói với ông: "Anh ơi, em trễ 2 tháng rồi đấy. Chắc chúng ta có em bé rồi." Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Hai vợ chồng cùng nhau xem tivi và đi ngủ. Sáng hôm sau, chồng lại đi làm. Chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có một anh nhân viên điện lực đến bấm chuông: "Tôi có thể giúp gì cho anh?" "À không,
Tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhé. Hả? Sao các anh lại biết? Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ. Bà trễ dù một bữa, chúng tôi cũng biết. Chứ đừng nói gì đến trễ 2 tháng như vậy. Quá hoảng sợ, bà vợ nói, thôi, đợi chồng tôi về nói chuyện với các anh, rồi đóng sập cửa lại. Sáng hôm sau, ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền điện hôm trước. Vỗ bàn rồi hét, này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi hả? Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa. Ông chồng nghĩ mình đang bị tống tiền nên càng thêm bực tức. Này, nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao? Anh nhân viên thu tiền trả lời. Thì bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi. Ông chồng há hốc miệng. Trời, cắt rồi thì vợ tôi xài cái gì? Thì kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy. Chuyện vui, Ngẫn âm phủ. Từ lâu mọi người đặt tên cho mộ cái tên quái dị, Ngẫn âm phủ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mộ đều hợp với cái tên ấy. Mặt mộ dài và gầy, má hóp răng vâu, nước da trắng bạch bạc như không có tí hồng cầu, nom rất đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt của mộ, nó hoăm hoắm ánh nhìn toàn một tròng đen mang màu u tối. Người mộ thì thẳng đuột không lồi lõm. Cảm giác cái đuốt đuần đuột ấy, nó không phải là da thịt và sức xác của sự sống. Mộ chưa từng hại ai, nhưng ai cũng né mộ. Thỉnh thoảng nhìn qua mộ, người ta cứ thấy cái gì đó rờn rợn lạnh buốt toát ra từ vẻ ngoài. Quần áo của mộ quanh năm đồng phục một màu tàn tro, không đen hẳn đen, trắng không rõ trắng. Nó cứ đờ đờ, lạnh lẽo, vất vưởng, lắt lay. Mộ sống trong ngôi nhà cực kỳ đặc biệt, hai cánh cổng gỗ cũ cứ như nó ở thời thả nào thời nào hay ở dưới âm ti cổ tỷ ấy. Người ta nhìn vào chỉ thấy thân gỗ vằn vèo, ngoằn ngoèo, những hình thù nham nhở và nứt toát hoăm hoắm xa xôi. Sau cánh cổng là vườn cây tùm và kỳ dị, từ ngoài nhìn vào những thân cây vằn vẹo gọng gẹo đáng sợ bởi nó u tịch hoang vắng. Đêm đêm người ta nhìn chỉ thấy mảnh vườn với căn nhà tối như âm phủ. Thỉnh thoảng những con rơi quả to vật vã bay qua bay lại, chúng cắn nhau chí chóe. Tiếng đập cánh và kêu giống rít của lũ rơi khiến người ta cảm giác rất rợn người. Nhìn vào trong khu vườn sau bức tường bao cao ngất, những bóng cây đen thẫm màu ma quái, lũ rơi chao liệng đập cánh phành phạch và tha đi những quả vải, quả nhãn trong vườn. Người ta bảo mộ Ngẫn là người trở về từ âm phủ. Mấy lần mộ suýt chết, có lần mộ đã được cho vào áo quan, nhưng mộ lại hồn hển sống lại và lằng lẽo đến đáng sợ. Vùng này dân cư trù phú lắm, người người nhà nhà mở ra buôn bán, ai không buôn thì xây vài ba ki ốt cho thuê. Cả khu phố náo nhiệt, đèn đường, đèn biển quảng cáo sáng trưng và hiện đại. Chỉ có cuối cùng trên con phố sầm uất ấy, nhà mộ mười mấy mét mặt đường, nhưng đến cái lá cây cũng lạnh lẽo và rùng rợn. Người ta bảo mộ không có họ hàng thân thích, mộ sống cô độc, không có người thân, mộ sống nhờ nguồn lợi tức. Trước kia, ông cha, bà, bố, nhà mộ là địa chủ để lại. Một đồn 10, 10 đồn 100, người ta thêm lá, thêm cành, thêm giấm, thêm ớt để cuộc đời và căn nhà của mộ trở nên kinh khủng và dị biệt. Mộ hay ra khỏi nhà vào những buổi ban trưa, chính ngọ là mộ lên đường. Vụ chạy con xe Vespa cũ kỹ đi qua những đoạn đường vắng, qua những khúc quanh co mà dân khắp huyện đồn là cung đường quỷ ám. Mộ đi đâu nữa chẳng ai hay, và vì giờ đó người ta bận bao việc, ăn cơm, ngủ nghỉ. Một bữa, nhà hàng xóm mới mua con vẹt
vùng Amazon, vừa mua về được mấy hôm nó sổng và bay vèo vào cái vườn nhà mụ như bị quỷ ám ấy. Tất nhiên, thằng chủ con vẹt không dám mò sang nhà mụ một mình. Nó dẫn theo hai đệ đến cổng nhà mụ, gọi mãi mà không thấy ai ra. Ba thằng từ mở cổng đi vào, chúng chỉ có đi thôi mà còn ngã lên ngã xuống. Chúng nhìn thấy hai ba con chó gầy như chiếc lá, mặt chó dài loằng ngoằng. Những con mèo đen kinh kít, ban ngày mà thi thoảng mắt chúng vằn lên tia sáng xanh lẽo, lạnh buốt tận sống lưng người bắt gặp. Thấy người, chúng thẳng thốt gào lên những tiếng như trong đêm nghĩa địa, nghe đến rợn người. Ba thằng tìm con vẹt sổng chuồng, vừa huýt sáo, vừa mắt ngó nghiêng, la lém. Bỗng cả ba đứng sững dựng hết tóc gáy khi mụ đứng trên hiên ngôi nhà bạc phếch màu nâu âm phủ. Mụ mặc bộ quần áo như may bằng vải diềm bâu trắng, hai con mắt sâu hoắm và mớ tóc bần bần xác khô như vừa đào dưới huyệt mộ lên vậy. Các chú tìm gì? Cả ba thằng trai trẻ, tai và các giác quan của chúng chưa từng bị kém bởi thời gian, nhưng sao chúng nghe như tiếng gió, tiếng nói như từ tận xa xôi, cõi khác vọng về thật đáng sợ. Thằng chủ có con vẹt tay chân lầy bầy, mặt xanh cắt không còn một giọt máu, vội quay đầu bỏ chạy. Hai thằng kia cũng hốt hoảng chạy theo sau, chúng vấp ngã vào những gốc cây nghiêng ngả vằn vẹo. Chẳng biết chúng làm thế nào mà ra được khỏi khu vườn bí ẩn ấy. Chỉ biết rằng ba thằng đó về nhà, miệng thằng nào thằng ấy nhè ra toàn đất. Chúng ốm một trận thập tử nhất sinh, nhưng cuối cùng ba thằng sống cả. Từ bấy trở đi, không một ai dám lai vãng quanh khu vườn ấy nữa. Mụ Ngẫn vẫn sống cuộc đời dị biệt của mình và bị đồng loại xa cách. Một vài người đồn rằng mụ xem bói rất giỏi, mụ không bao giờ xem cho dân trong vùng. Người ta đồn rằng mụ chỉ xem khi thân chủ của mụ gửi 7749 kiểu ảnh mặt mộc qua WhatsApp cho mụ. Mụ soi kỹ xong gửi tin nhắn trả lời. Tỷ dụ như số cô giàu có về tiền bạc nhưng bất hạnh về tình duyên. Năm 37 tuổi cô sẽ gặp hạn lớn bởi một người đàn ông thân cận của mình. Qua vận hạn, cô sẽ biến hung thành cát. Phần đời sau của cô sẽ viên mãn hạnh phúc bởi một người đàn ông bình thường nhưng rất mực yêu cô. Năm nay, ông sẽ thăng quan tiến chức. 3 năm sau, ông gặp đại hạn, cứu ông thoát khỏi một cô gái đồng trinh. Bà giàu có, bà sống thọ và hưởng phúc cho đến lúc chết. Bà phú nhưng không quý. Cả cuộc đời bà phấn đấu chẳng để làm gì, khi toan về già bà lại tuyển phi công. Một nhóm các ông chồng rủ nhau đi nghỉ mát. Mấy ông bàn nhau chơi khăm một ông trong nhóm, bèn lén bỏ vào vali của ông này 10 chiếc bao cao su. Về nhà, vợ ông ta dở vali ra, thấy mớ bao cao su bèn tức tốc hỏi: "Chuyện này là thế nào?" Ông chồng hiểu ra ngay là bị đám bạn chơi khăm, điềm nhiên nói: "À, ra resort, họ phát cho bọn anh mỗi người 10 chiếc bao cao su. Nhưng anh đâu có dùng tới đâu." Chuyện lập tức tới tai các bà vợ của mấy ông kia. Các bà lập tức vặn hỏi chồng: "Thế 10 chiếc bao cao su họ phát cho ông đâu rồi?" Có một ông đang lái xe Lambo với tốc độ 100 dặm trên giờ thì bất ngờ thấy cảnh sát đuổi theo. Vì vậy, ông ta bắt đầu tăng tốc 140, rồi 150, rồi 180. Đột nhiên, ông ấy chậm lại và nghĩ: "Tôi đã quá già cho điều này." Ông ta dừng lại và chờ cảnh sát bắt kịp. Sĩ quan ra khỏi xe và đang hướng về phía ông già. Anh ta nói: "Thưa ngài, ca của tôi sẽ kết thúc trong 10 phút nữa. Hôm nay là thứ sáu và tôi sẽ đi nghỉ cuối tuần này với gia đình tôi. Nếu ông cho tôi một lý do rất chính đáng mà tôi chưa từng nghe trước đây,
thì tôi sẽ để ông đi. Ông già nhìn sĩ quan suy nghĩ và nói, ôi nhiều năm trước, vợ tôi bỏ đi với một cảnh sát, và khi tôi thấy anh đuổi theo tôi đã nghĩ rằng anh đang đưa cô ấy để trả lại cho tôi. Chú cảnh sát nói, một ngày tốt lành đến với ngài, ngài hãy đi đi. Chuyện vui đổ đốn ở làng. Chuyện trong làng trong xóm mấy đứa con gái điên điên dại dại chửa hoang thì còn được thương xót theo kiểu nó đã đến thế rồi mà vẫn còn có thằng úp mặt vào thì đúng là chả còn rời đất nào nữa, rõ là đồ tội nợ. Lại còn tội nợ hơn là một lũ đàn ông con đàn cháu đống rồi mà còn đổ đốn cái thói răng hoa dâm loạn. Tuổi thất thập cả rồi mà gặp gái, nước dãi cứ chảy tong tong, bô khỉ. Bi hài nhất làng thì phải nói đến lão Khang, ai đời chòm chèm 70, tóc bạc da mồi, người khẳng như que củi, thế mà dâm dật thì kinh hồn, người làng người xóm với nhau, thế mà sáng sáng mò ra chợ làng, cứ thấy mụ sồn sồn tốt nái chồng bông mua bán, là lão ta lại sán lại dí cái của nợ vào đít bà kia mà đẩy. Có bữa gặp mụ chanh chua, nó ngoắt lại, bừa ngay vào mặt, rồi ơi, cái đồ khốn nạn, ra rồi mà còn dâm dật, ngứa dái thì đi tìm gốc mít mà cọ nhá. Giữa đường giữa chợ mà cứ rúi rúi vào đít người ta thế à, rõ là dơ cái mặt. Thế mà lão chả thấy dơ, cứ lặng thinh kệ, hờ hờ. Có khi lão kiếm được 50 hoặc 100 ngàn là lại đạp xe lên phố huyện. Nghe nói ở đấy có chỗ chứa gái làng chơi giá rẻ, lại khuất mắt dân làng đỡ nhức đầu. Ừ thì có thật, nhưng cũng là mấy con ranh lười nhác thối thây lại thích ăn ngon mặc đẹp. Thế là đồ đốn rủ nhau chui vào cái tiệm cắt tóc gội đầu, che mắt thiên hạ mà đàng đú. Rúc đầu vào đây là đủ loại, từ thằng dai non ngáo ngơ cho đến lũ nghiện ngập chích choác xào ke, lũ sập lô đề hoặc kinh doanh phe phẩy gãy cầu dài đen. Cũng có khi là cả các bố làng xã quanh quanh đâu đó già không đều. Mấy con mắt xanh mỏ đỏ thấy lão già lọ mọ ngó nghiêng, liền nháy nhau lôi con bò lạc vào vuốt cho một hồi là phun vãi ra quần. Thế là xong 100 ngàn mà chả được miếng nào cho tử tế, rõ là dại. Nhục nhất là có lần lão trúng con lô 20 triệu. Hí hửng lên mặt với bà vợ già tuổi cũng chòm chèm 70. Lão lên giọng, hôm nay mày chiều tao phát, rồi tao đưa tiền cho. Khốn khổ, bà vợ già đồng khô, ruộng hạn, hàng họ thì teo như cái lá thải lại, thì nước non gì nữa đâu. Biết thế, nhưng bà già danh ma vẫn giả lạ. Ừ, thì tôi chiều. Ông cứ đưa tiền đây, rồi đi tắm đi. Tắm xong, trèo lên gác xếp. Chứ ở dưới này, con cái nó lại cười cho. Lão phởn, nhưng dâm quá nên ngu người, đưa tiền cho bà lão rồi tắm táp kỳ cọ tuốt tít các cái, bộ hàm nhai chỉ còn non nửa mà cũng bày đặt đánh răng đánh lợi rất chi là cụ thế. Nhẹ cũng muốn diễn màn hôn hít nên mới bày đặt như thế cho thơm loa. Tẩy trần tấm thân hoàn tất, lão khoan thai đính đạc leo lên gác hóng hàng. Ai dè đợi lão leo lên rồi, bà lão rút cái thang cất nghiến. Lão đã không được chiến, lại còn bị mất tiền, mất thang không xuống được. Thế là cứ để nguyên cây hàng già, lủng lẳng, vừa nhảy vừa sủa mù mịt. Trời ơi, con mẹ già khốn nạn kia, mày lừa bố mày thế à? Ông mà xuống được thì ông đập cho vỡ mặt nhá. Chả biết rồi thì xuống bằng cách nào. Ngày trước, ở làng có hai bà nổi tiếng đanh đá chua ngoa. Đã phải chửi, là chửi đủ 3 ngày mới thôi. Mất con gà hay đám rau đám cỏ, thì cứ đứng giữa đồng hoặc chống nạnh đầu ngõ, rồi vừa quệt cốt trầu vừa chửi. Chửi rời chửi đất, chửi mồ cha mà mẹ chúng mày. Cha năm đời
10 đời nhà chúng mày. Trời ngày nay mệt thì mai lại trời tiếp, nhưng chả ai động đến ai. Làng xóm thì hội đủ dạng người, nhưng không thể thiếu đôi ba người biết chửi. Thế mới là làng chứ. Có mọi thứ, nhưng không có người biết chửi, coi như văn hóa làng cứ là chưa đủ. Khi còn sống thì hai cụ thần chửi ấy ngụ mỗi thần mỗi xóm, nên mỗi khi xuất chiêu thì xóm yên, xóm động, điều hòa, khoan nhạt. Cả làng ai cũng biết, cũng hiểu các bà rồi nên nghe chửi cũng vui, chứ không ai chấp. Có khi đang chửi mà gặp một bà đi qua lại dừng hỏi, có bỏ dầu trong túi không, cho tôi một miếng nào. Ngồi ăn với nhau miếng dầu, trò chuyện râm ran, con gà con kê ấy. Thế nhưng bà bạn dầu vừa nhấc đít là thần chửi lại nối mạch được ngay, vui thế chi nhỉ. Thế rồi đến thời làng xóm văn minh, đình miếu chùa chiền mở mang, lễ lạt mâm đầy vời vợi, thì hai cô con gái của hai thần chửi lại về ngụ chung một xóm. Các cụ bảo cái gì nó cũng có dòng có giống, chửi nhau mà khó có phải ai muốn chửi là chửi được đâu. Chửi nó cũng phải có lớp, có lang, có bài, có bản, cung quãng bổng trầm, có vần có điệu, chửi thế mới lọt tai hàng xóm. Cả hai mụ cùng cung mệnh tuổi tác với nhau hay sao mà cái cảnh đời cứ y như rời sắp vậy. Rằng thì là cả hai cùng te te cắp nón khỏi làng đi làm công nhân trên miền ngược. Được dăm 7 năm thì chồng đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi mụ xách về một mụn con gái ngoan. Đâu phải cứ có chồng mới đẻ được, phải không nào? Đanh đá chua ngoa, lười làm tham ăn, quà vặt thì như mỏ khoét. Gặp thời làm ăn khốn khó, doanh nghiệp giải thể, thế là thất nghiệp. Cáo chết quay đầu về núi, cha mẹ không còn, anh em thì đông đúc, nhưng chẳng ở được với ai, vì không ai dám ở. Thôi đành cắt cho miếng xó vườn, rồi tự túp một gian hai trái, gả mái một con quá ổn. Mồ nào mồ ấy to béo ẩm ịch, như con voi còi, phát thanh thì xoe xoé, không chồng mà chửa, nhưng mặt mồ nào mồ ấy cứ cân cân, nếu sợ bố con thằng nào. Làng xóm biết là hậu duệ đòi lại được theo đòi kinh sử ít nhiều, nên trình chửi đương nhiên là văn cao hơn cả thánh mẫu mấy bậc. Như thế thì bố ai còn dám xì xào khuất mặt. Nói gì đến chuyện ngứa mồm mà hỏi bố cháu là ai. Cái duyên ngoa chân truyền rồi. Không phải đến khi thất tình thất nghiệp, đồ đốn lăng loàn, hai mụ mới ngoa đâu. Đẳng cấp ngoa đến độ mất con gà mà mụ dạng háng, trái nhà, tay chống nạnh, tay chỉ tứ phương chửi ong thủ làng xóm. Tiên sư nhà chúng mày nhá, tao truyền đời cho nhà chúng mày biết. Con gà của tao chăm nuôi béo tốt óng mượt như thế, nó như cái phượng cái công, nó ngon nó ngậy. Nó làm chúng mày ngọ nguậy tay chân, làm chúng mày hoa mắt sấp mặt nhỏ dãi vớt ra, vãi vớt ra. Chúng mày bắt được nó về rồi, chồng hú vợ hí, con cười rầm lên, đút mồm trẻ con một miếng, rồi chồng vợ dặn dò, tao cho mày miếng gan, mày đừng nói, cái thằng chết đâm, cái con chết xia xỉa kia, chúng mày ăn con gà của tao, thì cả nhà mày hộc máu tháo tiết. Chồng lăn xuống ao, vợ đâm xuống giếng, con ngã cành cây, chết dục chết giữa, cả nhà chúng bay, cha 5 đời 10 đời chúng bay. Chửi đến ngày thứ hai thì đứa trộm gà đau đầu chịu không nổi, bèn giạng chân tay chống nạnh mà sủa lại, đồ lăng loàn đẻ lang nhà mày, ăn không nói có, con gà gầy dơ xương ra nhai dai nhanh ngách ấy mà nỏ mồm bảo là gà tơ gà béo. Thế là đôi bên chu chéo, làng xóm chỉ còn biết bịt mồm mà cười. Có một ông to cao với vẻ mặt dữ dằn, trên tay lăm lăm khẩu súng lục, bước vào quán hét to, thằng nào dám hại đời con gái tao, thằng nào đã ngủ với nó, tao thề tao bụp hết. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên,
Không đủ đạn đâu bác ơi. Con dâu thời 4.0. Ông bà nọ mới cưới được vợ cho con, gặp phải cô con dâu rất lười, suốt ngày chúi mũi vào điện thoại. Một hôm bà mới bảo chồng rằng sáng mai, lúc nó xem điện thoại, thì ông làm bộ mang cây chổi ra lau nhà, tôi giả vờ dành nhá. Sáng hôm sau, ông cầm chổi ướt lau nhà thì bà vợ giành lấy. Ông cứ để tôi làm, nhà có phụ nữ mà sao ông lại phải làm chứ? Cả hai cứ đùn đẩy qua lại một hồi thì cô con dâu bực bội đứng dậy nói: "Trời ạ, có tí việc mà ba mẹ phải giành nhau sao? Con đề nghị thế này, bố làm ngày chẵn, mẹ làm ngày lẻ, thế là yên chuyện." Có một gia đình kia, một hôm nhờ ông bác sĩ khám bệnh cho cô giúp việc. Bác sĩ lên phòng hỏi: "Cô cảm thấy trong người ra sao?" "Dạ em khỏe, em có bệnh gì đâu. Tại bà chủ không chịu trả em mấy tháng tiền lương nên em giả bộ bệnh nằm đây, đến khi nào bà ấy trả thì thôi ạ." "Ồ, vậy thì hay quá. Bà ấy cũng thiếu tôi mấy lần khám bệnh chưa trả. Hay là cô nằm xích vào trong cho tôi nằm với." Một ẻm than với bạn rằng: "Tao tính nhờ anh ấy chụp vài kiểu ảnh nude để làm kỷ niệm, mà anh ấy chê không chịu chụp chứ." "Thế anh nói sao?" "Đầu tiên anh ấy hỏi tao bao nhiêu tuổi, tao nói 50. Sau đó anh ấy thở dài bảo: "Bây giờ chị cởi đồ ra, chồng chị còn không chịu chụp, lấy gì tôi chụp chứ." Sau khi lên thành phố tham quan một tuần, anh cán bộ văn hóa thông tin về xã báo cáo: "Tôi thấy ở thành phố, cấm hút thuốc thì người ta vẽ điếu thuốc bị gạch, không làm ồn thì người ta vẽ cái còi bị gạch. Kỳ này, khi vận động sinh đẻ có kế hoạch, các anh biết phải vẽ cái gì rồi chứ?" Đêm đã khuya, người vợ nũng nịu bảo chồng: "Anh ơi, em lạnh quá." "Thế hả? Vậy thì để anh bớt máy lạnh." "Trời ơi, em nói một cách tế nhị mà anh không hiểu à?" "Ồ, vậy thì để anh bớt máy lạnh một cách tế nhị vậy."